đánh dấu 235 năm Hoa Kỳ chính thức độc lập, tách khỏi sự cai trị của mẫu quốc Anh. Những buổi hòa nhạc tưng bừng, những cuộc diễn hành được tổ chức trọng thể. Cộng đồng người Việt tại thủ đô được sự tham dự của những hội đoàn ở các nơi từ xa về như Texas, New Jersey, Pennsylvania để cùng diễn hành và giương cao ngọn cờ, giương cao lá cờ tự do và để cảm ơn sự giúp đỡ thương mại của cộng đồng người Việt chúng ta trong 30 mấy năm qua. Không thua một sắc dân nào khác, cộng đồng người Việt đã tham gia các cuộc diễn hành trọng đại này để phô trương những nét đẹp truyền thống, chứng tỏ sự trưởng thành của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Năm nay mình có 12 em múa quạt, cũng có một số 10 cần 12 em múa cờ. Và cái xe hoa của mình rất là đẹp. Năm nay có cái con eagle là con chim của nước Mỹ. Ở trên cái xe hoa là đằng trước á, là cái ý nghĩa của nó là người các cô Otis Delaire từ Air Việt Nam từ 1975 là đại diện cái thế hệ lớn hơn mình, thế hệ của bố mẹ mình, cha mẹ mình, giúp các con, các cháu sang Mỹ để cho mình có cái cơ hội mình sinh sống ở nước Mỹ, mình đi học ở đây, mình lên người ở đây. Mình tham dự diễn hành mừng ngày July 4th năm nay có sự góp mặt của các cựu quân nhân từ trường Võ Bị Thủ Đức cùng với gia đình cư an Tư Nguy, có những vị trong hội cao niên, phái đoàn, nữ tiếp viên hàng không Air Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa, những hoa hậu người Mỹ gốc Việt, còn có nhóm thiếu nữ múa quạt thật xinh xắn và nhóm thanh niên múa cờ đầy màu sắc trên đường phố Hoa Kỳ. Có người đến từ Pennsylvania, New Jersey, Texas, California, xa nhất có một cô đến từ Nhật Bản. Cái tự hào của mình là người Việt Nam và mình sẽ được đi trên đường DC và để cho mọi người thấy là mình bận theo cái áo dài. Nó nói về cái phong tục của người Việt Nam của mình. That people are really excited when you're part of the parade and they want to take photos with you and they're like, oh my god, can I take a picture with you? Yeah, go ahead. Okay. People are very excited. Phái đoàn diễn hành người Mỹ gốc Việt năm nay đặc biệt có sự góp mặt của thiếu tá thủy quân đột chiến Hoa Kỳ Phạm Trần Anh Tuấn. Em tất nhiên là em rất là hãnh diện chứ. Mình cũng góp phần vào cho người Mỹ thấy rằng mình là một cộng đồng đang lớn mạnh trong dòng chính nước Mỹ. Tại sao năm nay chúng ta lại lo lắng là có thể là năm cuối cùng mà chúng ta được diễn hành? Cộng đồng Việt Nam mình rất là lucky, mình đã được tham dự trong cái diễn hành này 19 năm rồi. Năm ngoái thì bị trục trặc và quá nhiều phái đoàn đi, thành ra cái ban tổ chức nó không có cho mình một cái đơn, tại nó nói mình đã làm 19 năm rồi. Thành ra năm ngoái mình không có hiện diện, mình đã giúp một cái phái đoàn khác. Năm nay á, mình nộp đơn, nó lại không cho mình vào, nó có một cái lý do gì khác á, thì mình đi lên quốc hội, mình than phiền với mấy người dân biểu, với nghệ sĩ của mình nói tại sao lại kỳ cục vậy, cộng đồng mình rất là mạnh, mình đã giúp ở trong cái diễn hành này gần 20 năm mà tại sao cái ban tổ chức lại không cho mình cái cơ hội để sinh hoạt. Làm cách nào để chúng ta bảo đảm là mình có được một cái chỗ diễn hành sang năm? Thưa chị Kiều Thu, không có gì bảo đảm hết. Đây là nước Mỹ, thành ra mình muốn một cái cơ hội mình phải compete hoặc là cạnh tranh cho cái cơ hội đó. Thành ra mỗi năm là bắt đầu mới hết. Thành ra nếu mà mình làm một cái show rất là xuất sắc thì mình có thể dùng cái đó là cái lý do tại sao mình đáng để có cái cơ hội khác trong năm 2012. Đặc biệt là khi mà em thấy những em trẻ bằng áo dài Việt Nam nói tiếng Việt, em thấy rất là vui và hãnh diện vì mình vẫn còn giữ được cái gốc Việt, mình đem những cái văn hóa tốt đẹp ở bên Việt Nam sang đến với cái xã hội nước Mỹ này. Và cái thế hệ đó là cái thế hệ mới và cộng đồng cần xây dựng lên và nương và chỉ dẫn để cho cái thế hệ trẻ hơn có thể một ngày lead và có thể take care cho cái cộng đồng Việt Nam này. Tại vì mình ở đây gần 40 năm rồi mà cái sức mạnh của mình á, mình không có nói lên được. Cái ngày này là cái ngày quan trọng để cho cái hiện diện cộng đồng Việt Nam mình, để show nước Mỹ là cộng đồng mình rất là strong, mạnh, khỏe. Mình không có phải tị nạn nữa mà mình thật sự mình là người Mỹ rồi. Và mình cảm ơn nước Mỹ để cho mình cái cơ hội để sinh sống ở đây. Đi tham dự mừng ngày lễ độc lập mới thấy được lòng yêu nước rất cao của người dân Hoa Kỳ, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, tuổi tác, sắc tộc. Người Mỹ gốc Việt hòa đồng trong niềm hãnh diện chung về một nước Mỹ tự do, dân chủ, đứng đầu thế giới. Chúng ta cũng hãnh diện được dự phần mừng ngày lễ độc lập, nơi mà chúng ta được thừa hưởng quyền độc lập tự do và được mưu cầu hạnh phúc,
thật sự như bao nhiêu người công dân hoàn cảnh khác.